toàn bộ dòng thời gian của vũ trụ Warhammer 40000. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ hàng chục tỷ năm trước, thậm chí còn lâu hơn nữa, tại khởi nguyên của chính vũ trụ khi mà vạn vật được sinh ra lần đầu tiên, từ phi vật chất thành vật chất và dần tiến hóa rồi trở thành các dạng sống đầu tiên. Và giống loài được cho là cổ đại và đầu tiên nhất của thiên hà Milky Way đã xuất hiện họ được gọi là O1. O1 -one. là các sai cờ mạnh mẽ, nghĩa là họ có khả năng sử dụng năng lượng tâm linh từ một chiều không gian phi vật chất tồn tại song song với thực tại, được gọi là warp hay immaterial. Chiều không gian này không tuân theo bất kỳ định luật vật lý hay thời gian nào của không gian thực. Nó đơn giản là một vùng biển vô tận luôn tù nhận và chứa đựng mọi hạt cảm xúc và linh hồn của tất cả sinh vật sống có trí tuệ của thực tại những dòng cảm xúc và linh hồn này tập hợp lại trong Warp và rồi tạo thành một dạng năng lượng thuần túy, từ gọi là Sai kích hay năng lượng tâm linh. Năng lượng này sẽ cho cho người có khả năng kiểm soát và sử dụng nó những năng lực siêu nhiên từ tiên đoán tương lai cho đến phá hủy vật chất và chữa lành vết thương. Với nó, loài O1 nhanh chóng tiến hóa và phát triển thành một nền siêu văn minh và rồi thống trị cả thiên hà với nguồn tri thức sức mạnh và tài nguyên không thi đóng đếm. Và thông qua quá trình khai phá thiên hà của mình, họ đã tạo ra vô số giống loài trên khắp các vì sao, bàn phát sự sống cho những góc quất xa nhất của thiên hà để phục vụ các nhu cầu riêng của họ. Nhiều người tin rằng trong số các giống loài được tạo ra bởi các Âu One có tổ tiền của loài người. Các Âu đã thống trị cả thiên hà trong hàng trăm triệu năm mà không có đối thủ cho đến khi Họ chạm trán với một giống loài tân tiến nhưng có vòng đời ngắn ngủi mang tên Necrontia. Người Necrontia là một giống loài bất hạnh. Thế giới mẹ của họ là một hành tinh khắc nghiệt, thường xuyên phải đối mặt với những cuộc tấn công từ những cơn bão bức xạ chết người. Làm tuổi thọ của loài Necrontia rất ngắn ngủi, gắn liền với bệnh tật hiểm nghèo. Và với khát khao kéo dài sự sống, trái ngược với các Owans với vòng đời được cho là vô tận. Các Necrontia đã tiếp cận đế chế Âu Hùng Mạnh trong hòa bình. Hy vọng sẽ được họ chia sẻ bí mật về quãng đời vĩnh hằng mà họ đang nằm giữ. Nhưng các Âu đã từ chối. Điều này đã tạo ra nỗi căm thù to lớn của loài Necrontia đối với không chỉ loài Âu mà toàn bộ dạng sống sinh học khác của thiên hà. Và nỗi căm thù này nhanh chóng hóa thành cơn thịnh nộ. Người Necrontia với các công nghệ siêu tân tiến của riêng mình đã tiến hành một cuộc chiến chống lại Âu và các loài đế tử mà họ tạo ra kéo dài trong hàng triệu năm. Một cuộc chiến khủng khiếp đến mức khiến cho sự sống của cả thiên hạ gần như bị xóa sổ. Được nhớ đến là cuộc chiến của thiên đà diễn ra khoảng 65 triệu năm trước sự xuất hiện của loài người. Ban đầu, với sự vượt trội gần như hoàn toàn về năng lực tâm linh và khả năng du hành không gian siêu nhanh thông qua một hệ thống đường hầm du hành mang tên Webway của mình cũng như sự hỗ trợ từ các loài đồng minh mà họ tạo ra, như loài Eldari, một giống loài với năng lực tâm linh mạnh mẽ, và loài Krog, giống loài với khả năng chiến đấu vật lý phi thường. Vì những nhân tố kể trên, các Owans đã nhanh chóng đầy lùi và gần như đã có thể tiêu diệt hoàn toàn loài Necrontyr, và rồi cuối cùng khiến họ rơi vào những cuộc khủng hoảng và nội chiến triền miên của riêng mình. Nhưng rồi, trước sự thờ ơ và khinh bỉ của Owans, các Necrontyr đã tìm ra cho mình các vị cứu tỉnh mới mang tên Katan hay Thần Sao. Họ là những sinh vật cổ đại được sinh ra từ năng lượng và khảo khát năng lượng với sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Các thần sao đã thuyết phục các Necrontia tuyệt vọng và ngu muội rũ bỏ cơ thể xác thịt mềm yếu của họ để rồi bước vào hình dạng máy móc mới. Hứa rằng điều này sẽ trao cho cả giống loài sự bật tử. Tin lời của Katan vị vua cầm lặng của vương triều lớn nhất của loài Necrontyr, Silent King Zarek, đã ký một hiệp ước đồng minh với Kutan và cho các Necrontyr xây dựng các nhà máy biến đổi thần xa khổng lồ để đưa tâm thức của mình và những cơ thể kim loại bất tử theo những hướng dẫn của Kutan. Họ không hề biết được rằng đây là một kẻ bậy. Các Kutan thèm một năng lượng linh hồn và thông qua quá trình chuyển đổi cơ thể này, linh hồn của toàn bộ Necrontyr đã trở thành món điểm tâm cho các vị thần xảo đòi cát. Đúng như kế hoạch, toàn bộ loài Necrontia đã bị xóa sổ, trở thành một loài mới mang tên Necron. Là những cơ thể kim loại bất tử, nhưng không có linh hồn, không cảm xúc và không có trí óc. Chỉ những tầng lớp cao hơn của loài Necrontia mới được phép giữ lại ý thức của mình để giúp Katan tạo thành mạng lưới kiểm soát đội quân Necron mới của họ. Vì vua cầm lặng của Necron rồi đã phải nhận ra sai lầm của mình một cái quá muộn màng nhưng với sự hùng mạnh của các vị thần sao, Zarek đã buộc phải nhẫn nhịn và chờ đợi thời cơ của mình với cơn đói khát năng lượng sống, các Catan muốn có được toàn bộ năng lượng linh hồn của thiên hà này và với đội quân necron bất tử cuộc chiến của thiên đàng lại một lần nữa nổ ra giữa hai kẻ thù thần thánh là cathan và old ones với đội quân kim loại bất tử mới và sức mạnh hủy diệt của các thần sao. Cục diện cuộc chiến nhanh chóng nghiêng về các Catan. Và rồi cuối cùng, một thảm họa nữa đã ập đến với đế chế o -1. Đó là đại dịch Enslaver. Enslaver là một loài ký sinh khổng lồ, được sinh ra từ những dòng cảm xúc tiêu cực dồn nén trong Warp bởi chiến tranh. Chúng đã thoát ra thực tại và lây nhiễm với tốc độ và quy mô lây lan không tưởng trên toàn thiên hạ cho các loài đồng minh xác thịt của Owans. Bị tấn công bởi cả đội quân Necron lẫn đại dịch từ Warp, đế chế Owans nhanh chóng bị đánh bại và cuối cùng được tin là đã bị xóa sổ hoàn toàn. Cuộc chiến của thiên đàng kết thúc. Sau khi đánh bại kẻ thù cổ xưa của họ và nhận ra sức mạnh của các thần sao đã suy yếu, Silent King Zarek cuối cùng đã chút bỏ cơn tịnh nộ của mình lên cực thông qua những cuộc nổi dậy vĩ đại. Sau cùng, các Necron đã gồng cùng các cất thản bất tử phá vỡ cơ thể của các vị thần sao thành hàng ngàn mảnh và sử dụng chúng như nguồn năng lượng và vũ khí của mình. Sau đó, khi nhận ra rằng thiên hà đã quá hoang tàn vì cuộc chiến của mình, vị vua cầm lặng đã quyết định sẽ cho cả giống loài bước vào một giấc ngủ vĩ đại. Và rồi, khi thiên hà đã tài sinh, họ sẽ quay trở lại để đòi lại quyền thống trị của mình. Và như vậy, loài Necron cũng đã biến mất. Nhưng, những tác động của cuộc chiến trên thiên đàng không chỉ dừng lại ở đây. Dòng năng lượng đen tối khổng lồ của sự chết chóc và hủy diệt mà cuộc chiến này gây ra cho thiên hà đã được áp thủ nhận và dồn nén. Từ trong những gợn sóng tâm linh đen tối này, vô vàn những sinh thể tàn ác đã được sinh ra. Chúng được gọi chung là quỷ sự, demons, được tạo thành từ những xúc cảm tiêu cực của người phàm không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ hay rào cản đạo đức nào. Với khao khát chung, đơn giản là tạo ra hơn nữa những dòng cảm xúc đã tạo nên chúng, bao gồm đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, điên loạn, vân vân. Từ đó, biển linh hồn Warp vốn bình lặng đã bị thay đổi bởi sự sinh sôi mất kiểm soát của những thực thể ác độc này. Chúng biến đổi Warp thành một địa ngục, tạo thành tự dòng cảm xúc cực đoan và đã sớm nỗ lực phá vỡ bức màn ngăn cách của Warp và thực tại để rồi xâm lăng và biến đổi cõi thực theo mong muốn đèn tối của riêng chúng. Những thức thể này và tất cả những gì xoay quanh chúng sau đó được các nền văn minh của thiên hà gọi bằng cái tên hỗn mạng. Tuy nhiên lúc này, những ảnh hưởng của hôn mang liền thực tại vẫn còn rất hạn chế và hầu hết các giống loài còn sống sót sau cuộc chiến của thiên đàng vẫn không hề hay biết về sự tồn tại của thế lực hôn mang trong WAP. Trong số các loài này, chính là loài Eldar hậu duệ của các Eldari cổ đại được tạo ra bởi các Owans với vai trò là đội quân tâm linh mạnh mẽ trong cuộc chiến của thiên đàng. Sau sự tuyệt diệt của Owans và sự biến mất của loài Necron, họ đã tự mình đẩy lùi đại dịch Enslaver bằng các công nghệ và kiến thức còn sót so lại của Owans. trong đó bao gồm hệ thống đường hầm du hành không gian Webway đã giúp loài Eldar không chỉ sống sót mà còn nhanh chóng vươn lên vị trí bá chủ của thiên hạ, không còn đối thủ nên văn minh của họ phát triển một cách gần như mất kiểm soát với cấp số nhân. Các công nghệ và khả năng tâm linh nhanh chóng giải thoát họ hoàn toàn khỏi việc lao động và trao cho họ sự tự do và thời gian để thỏa mãn những dục vọng riêng của bản thân mà không cần phải lo lắng về các giới hạn hay hậu quả. Vì từ lúc sinh ra, họ đã biết rằng khi mà quãng đời dài hàng thiên niên kỷ của họ kết thúc, linh hồn của họ sẽ đi vào warp và rồi lại được tái sinh. Cứ như vậy, Cuộc sống dễ dàng và sung túc đến mức không tưởng của các Eldar với năng lực giải kích mạnh mẽ đã tiếp diễn trong hàng chục triệu năm. Vì họ không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Một thảm kịch mà chúng ta sẽ không tìm hiểu sau ít phút nữa. Tua nhanh thời gian đến hơn 200.000 năm trước tại một hành tinh đẹp đẽ mang tên Terra hay Trái Đất. Sự trỗi dậy của loài người đã bắt đầu. Từ một giống loài nguyên thủy sinh tồn nhờ sản văn hái lượm, con người từng bước xây dựng nền văn minh của họ. Và vào khoảng năm 8.700 trước công nguyên, những sai cơ con người đầu tiên đã được sinh ra. Họ trở thành các pháp sư của những bộ lạc cổ đại, sử dụng siêu năng lực từ WAP để giúp đỡ người dân của họ. Các pháp sư nhạy cảm về mặt tâm linh này cuối cùng đã nhận ra rằng thế lực hỗn màng trong WAP đang lên kế hoạch để thao túng và hủy diệt loài người. Vì vậy, để ngăn chặn điều đó, các pháp sư đã thực hiện một kế hoạch. Hàng ngàn sai cử mạnh mẽ đã cùng tập hợp và thực hiện một nghi lễ tự sát tập thể. Để rồi linh hồn của tất cả họ cùng hòa làm một linh hồn hùng mạnh duy nhất. Nó sẽ tái sinh và trở thành một vĩ nhân siêu phàm với vai trò lãnh đạo toàn thể nhân loại chống lại hồn ma và dẫn lối họ đến với một tương lai thịnh vượng. Và như vậy, khoảng năm 8 ngàn trước cầu nguyên, một đứa trẻ đã được sinh ra tại một làng trai nhỏ bên bờ sông Sakaria tại vùng Tiểu Á của Terra, đứa trẻ này chính là người mà sau này sẽ được cả nhân loại gọi là Hoàng đế. Tám ngàn năm sau đó, kỷ nguyên của Terra bắt đầu. Nó kéo dài từ thiên niên kỷ thứ nhất đến thiên niên kỷ thứ 15 sau Công nguyên. Kỷ nguyên kéo dài mười lăm năm này kể về sự phát triển và xây dựng nền văn minh của nhân loại trên trái đất và sau đó là quá trình thu địa hóa các hành tinh. Nằm trong hệ mặt trời ban đầu với sao hỏa biến nơi đây thành trung tâm công nghệ và kỹ thuật của toàn nhân loại mãi mãi về sau và sau khi đã chinh phục hoàn toàn hệ thống sao mẹ của mình loài người nhanh chóng vươn ra các vì sao bên ngoài bằng các công nghệ du hành không gian cận ánh sáng ở thời đại này dù đã hiểu rõ về vai trò của mình đối với giống loài hoàng đế vẫn chọn dân lối loài người trong bí mật giúp họ phát triển đi lên cả về mặt xã hội lẫn công nghệ, đồng thời tích lũy nguồn tri thức sức mạnh vô ngần của mình. Tuy nhiên, mặc cho những nỗ lực quyền mình của ông, nhiều bước ngoặt đèn tối vẫn xảy ra với nhân loại và dần nuôi sống các thức thể ác độc trong quá. Cuối cùng, đã dẫn tới sự thức tỉnh của các thực thể hùng mạnh và tàn ác nhất của WAP các vị thần hồn ma. Cái đầu tiên thức tỉnh là con, vị thần của máu và sọ, đại diện cho sự điên cuồng và hủy diệt của chiến tranh trong thời kỳ Trung Cổ. Tiếp theo, sự chết chóc của đại dịch hạch cái chết đen đã thức tỉnh vị thần hỗn màng thứ hai, Nergo, vị chúa tể của bệnh dịch, suy tàn và cái chết. Và Zinj, vị thần của sự thay đổi, mà thuật, kiến thức và mưu mô đã trở thành vị ác thần thứ ba thức tỉnh từ những âm mưu thủ đoạn chính trị của thời kỳ phục hưng. Các vị thần hỗn màng này tranh đấu lẫn nhau trong một trò chơi vĩ đại của riêng chúng tập trung vào sự hủy diệt và đổi thay vĩnh hằng của vạn vật. Mục tiêu chung của hỗn mang là làm suy đồi và hấp thụ tất cả sự sống trong thiên hạ để mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình. Chúng không ngừng tìm cách biến đổi mọi sinh vật có trí tuệ thành nô lệ cho những ham muốn bất chợt và đen tối của mình. Đồng thời, nỗ lực phá hủy trật tự và thay thế nó bằng một cơn ác mộng hỗn loạn, vĩnh cửu, tưởng tự hoạp. Và đã sớm nhận ra con mùa chung là nhân loại. Mặc dù vậy lúc này, sức mạnh của các ác thần vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra những tác động lớn lên con người. Do đó, nền văn minh của nhân loại vẫn tiếp tục quá trình phát triển và mở rộng của mình ra khắp thiên hạ mà không phải đối mặt với trở ngại lớn nào. Và rồi, sau hàng thiên niên kỷ nữa, công nghệ của loài người đã phát triển đến mức độ siêu việt. Và vào khoảng từ thiên niên kỷ thứ 18 đến 20, Warp đã được giới khoa học của nhân loại phát hiện và nghiên cứu sau khi nhận ra tính chất hỗn loạn về mặt không thời gian của Warp. Họ đã quyết định sử dụng Warp như một con đường tắt để thực hiện du hành qua không gian rộng lớn của thiên hà. Cuối cùng, đã dẫn tới sự ra đời của động cơ Warp Drive là chăn năng lượng field và sự khai sinh của các hoa tiêu ngoại cảm được gọi là các Navigator cho phép các tàu không gian của loài người đi vào Warp và thực hiện các chuyến du hành một cách an toàn và chính xác trong dòng chảy thủ địch của nó rút ngắn thời gian di chuyển giữa các hành tinh gấp nhiều lần so với việc du hành không gian thông thường trên không gian thực. Các phát kiến xoay quanh việc du hành warp này cuối cùng đã trở thành chìa khóa cho phép nhân loại nhanh chóng mở rộng ra các vì sao, tạo ra các liên minh rộng lớn và phát triển nhiều loại công nghệ siêu việt. Trong số này bao gồm hệ thống cấu trúc mẫu chuẩn (Standard Template Construct) hay gọi tắt là STC. Về cơ bản STC là cơ sở dữ liệu khổng lồ cho phép mọi thuộc địa của loài người khả năng tiếp cận với mọi kiến thức và bản thiết kế của công nghệ nhân loại trên toàn thiên hà, có phần thúc đẩy hơn nữa quá trình mở rộng lãnh thổ của nhân loại. Đồng thời với STC, nhân loại cũng đã tạo ra một công nghệ tuyệt vời khác, đó là trí tuệ nhân tạo AI thực sự. Họ đã sử dụng công nghệ này để tạo ra những người máy có tên là Man of Iron, để đóng vai trò là người hầu và là công cụ cho quá trình phát triển không ngừng của mình và cho đến khoảng giữa thiên niên kỷ thứ 22, loài người chính thức chạm tới kỷ nguyên vàng đỉnh cao của mình, trở thành một nền văn minh siêu việt với hàng triệu hành tinh giàu có trải giá trên khắp hàng ngàn năm ánh sáng thiên hà. Trong khi đó, các nền văn minh khác của các giống loài khác của thiên hà hoặc là quá yếu kém để đối trọng với loài người, hoặc là quá mải mê với những thú vui riêng của mình như loài Eldar. Nhưng không như đế chế Eldar, kỷ nguyên vàng của nhân loại không kéo dài được lâu. Vào khoảng cuối thiên niên kỷ thứ 25, các nô lệ máy móc Men of Iron đã nổi dậy chống lại chủ nhân loài người của chúng trong một cuộc chiến kéo dài nhiều thế kỷ, được gọi là Cybernetic Revolt. Nhân loại cuối cùng đã giành thắng lợi trong cuộc chiến gần như tận thế này. Nhưng với cái giá phải trả là sự hủy diệt của phần lớn nền văn minh nhân loại trong thiên hà. Từ cuộc chiến này, trí tuệ nhân tạo AI đã bị cấm hoàn toàn giữa các thuộc địa của nhân loại mãi mãi về sau. Nhưng trong khi con người vừa trải qua cuộc chiến tàn khốc của mình, thì loài Eldar lúc này đã trở nên hùng mạnh và giàu có đến mức về cơ bản họ đã hết mong muốn chinh phục. Nền văn minh nhân loại thời điểm này vẫn chưa là gì so với Eldar. Nhưng cũng chính vì những tiến bộ trong công nghệ khoa học cũng như sức mạnh xài kích của mình, họ đã bắt đầu rơi vào thoái trào. Ngày càng khó đã được niềm vui trong cuộc sống quá dễ dàng và tẻ nhạt, nên phần lớn Elda đã chọn đi theo chủ nghĩa khoái lạc và chỉ tìm được sự thỏa mãn thông qua những thú vui suy đồi, bệnh hoạn và vô đạo đức. Dần dần qua hàng triệu năm, điều này tiếp tục và ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bạo lực hơn, đậm máu hơn. Nhưng thật chớ trêu, Elda lại không phải nền văn minh đầu tiên của thiên hà phải hứng chịu hậu quả từ hành động của chính họ, mà đó lại chính là nhân loại. Vì là một giống loài với năng lực tâm linh to lớn, lối sống suy đồi của Elda đã tạo ra những ảnh hưởng mạnh mẽ lên Warp, tạo nên những làn sóng sai kích đen tối khổng lồ, không ngừng khuấy động biển linh hồn. Và đến khoảng cuối thiên niên kỷ thứ 25, những nhiễu động trong lòng Warp này đã dẫn đến sự bùng nổ số lượng sai cơ con người trên khắp thiên hà. Nhưng vì loài người không sở hữu khả năng kiểm soát tâm linh mạnh mẽ như các Elda, họ dễ dàng trở thành con mồi để thế lực hỗn màng thao túng hoặc bị quỷ giữ chiếm hữu xác thịt để tàn phá nhiều thế giới của con người. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Trong khi con người đang phải gồng mình để chống chọi với cuộc khủng hoảng sai cơ, những cơn bão warp đã lần lượt ngăn chặn gần như toàn bộ việc di chuyển và truyền tín hiệu thông qua warp của nhân loại. Và nó đã tiếp diễn trong suốt hơn 5.000 năm. Là thời đại mà nhân loại gọi là kỷ nguyên xung đột. Vì warp là tuyến đường du hành hiệu quả nhất mà họ phải phụ thuộc vào để vượt qua không gian rộng lớn vô ngần của thiên hà. Cả nhân loại đã nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Trên gần như toàn bộ hàng triệu hành tinh thuộc địa của mình, cũng như tại chính Terra, con người bị cô lập hoàn toàn khỏi phần còn lại của giống loài do các cơn bão warp. Buộc họ phải tự mình chống lại các sai cờ điên loạn và những cuộc nội chiến tranh giành tài nguyên tàn khốc, cũng như sự xâm lăng của các giống loài ngoài hành tinh cơ hội, hay được gọi chung là các loài Genos. Sau cùng, đã khiến cho gần như toàn bộ những thành tựu quả công nghệ, văn hóa, kinh tế, chính trị bị phá hủy hoàn toàn và dần đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong. Trong thời gian này, trái đất đã hóa thành một hành tinh phóng xạ cằn cỗi, bị thống trị bởi các vị lãnh chúa công nghệ, màn rợ và mê tín, tiếp tục gây chiến tranh để giành quyền kiểm soát những nguồn tài nguyên ít ỏi còn lại. Và trong hơn 5.000 năm, nhân loại đã chìm sâu trong sự loạn lạc và đổ máu cho đến khi tưởng chừng mọi hy vọng cuối cùng đã không còn. Và rồi, ngay vào những năm tháng đen tối nhất của lịch sử loài người, khoảng cuối thế kỷ thứ 28, hoàng đế nhân loại cuối cùng đã trực tiếp ra mặt. Ông đã sử dụng những kiến thức siêu việt của mình về kỹ thuật rèn di truyền để tạo ra các Thunder Warriors. Họ là những chiến binh siêu phàm, đóng vai trò là đội quân chủ lực trong một loạt những cuộc chiến tàn khốc để thống nhất lại toàn địa cầu. Và sau khi những cuộc chiến thống nhất đã hoàn tất vào khoảng giữa thiên niên kỷ từ 29, Hoàng đế đã tuyên bố thành lập đế chế nhân loại, The Imperium of Man, và bắt đầu cho công cuộc chuẩn bị thống nhất lại toàn thể nhân loại đang bị chia cắt tại các thế giới thuộc địa cũ vẫn đang chìm trong loạn lạc của thiên hà. Trong thời gian này, ông đã thành lập liên minh với đế chế Mechanicum của Sa Hoa, là một đế chế tôn giáo gồm các giáo sĩ công nghệ tôn thờ vị thần máy móc tối cao và cùng họ xây dựng một đội quân để chinh phục thiên hà. Hoàng đế đã sử dụng chính nguồn gen của mình để tạo ra 20 cá nhân siêu phàm được gọi là các vị Primarch. Họ chính là những ví dụ tráng lệ về mục tiêu mà hoàng đế muốn cả nhân loại cùng chạm tới. Được xem như là con trai của chính hoàng đế, mỗi người trong số các Primarch đều là một cá nhân vô song với tài nghệ võ thuật kiến thức, ngoại giao và khả năng truyền cảm hứng vượt xa hơn bất kỳ người phàm nào. Hoàng đế dự định khi các Primarch trưởng thành, họ sẽ trở thành những vị tướng lỗi lạc để lãnh đạo các đội quân tiến hành cuộc trình phạt thiên hà của mình. Và để thay thế các Thunder Warriors được cho là kém ổn định, Hoàng đế đã tạo ra một dòng siêu chiến binh mới từ chính nguồn gen của các Primarch đặt tên cho họ là các Space Marines. Cũng từng là con người, nhưng nhờ vào quá trình cấy ghép gen, đào tạo tâm lý và huấn luyện tàn khốc đã giúp họ trở nên vượt trội về mọi mặt so với một con người bình thường, đến mức có thể coi họ là một phần loài mạnh mẽ hơn của nhân loại. Space Marines sẽ là đội quân hùng mạnh nhất thiên hà. Tuy không thể bị kịp với các Primarch, nhưng mỗi người trong số họ đều có khả năng đánh bại hàng trăm người thường chiến chiến trận. Và 20 quân đoàn Space Marine với hàng triệu chiến binh đã được tạo ra từ chính nguồn gen của hai mươi vị Primark tương ứng và sẵn sàng chinh phục thiên hà ngay khi các cơn bão quá biến mất. Và rồi sao cùng, vào đầu thế này kỷ thứ 30, dòng năng lượng đen tối sinh ra từ đế chế Elda trụi lạc đã được quạp nhào nặn thành hình và dẫn đến sự chào đời bất ngờ của vị thần hỗn màng thứ tư, Slanes, vị ác thần của dục vọng. Sự ra đời của Slanes quá đột ngột và dữ dội. Nó đã mở ra một lỗ hồng quạp ngay tại trung tâm của đế chế Eldar, tạo ra một viên nứt qua vĩnh viễn có đường kính hàng ngàn năm ánh sáng trong không gian thực, được gọi là Eye of Terror. Theo đúng nghĩa đen, con mắt kiếp đạp là một cánh cổng quá khổng lồ. Khi nó mở ra, nó đã nuốt chừng toàn bộ đế chế Eldari cùng với nó. Thay vì được tái sinh, linh hồn của hàng triệu tỷ người Eldar lúc này bị kéo vào Warp và bị ăn bởi vị thần khoái lạc Slanes. Và từ phía sau con mắt kiếp đảm, Slanes và các ác thân khác hướng ánh nhìn thèm thuồng của mình về phía không gian thực. Kể từ giây phút này, nó sẽ trở thành cánh cổng lớn nhất để chúng vươn tầm ảnh hưởng của mình vào thực tại. Sự kiện này đã gần như xóa sổ hoàn toàn đề chế Elda. Chỉ một số nhóm Elda nhỏ chọn tránh xa nên văn hóa khoái lạc của loài từ lâu mới có thể sống sót. Từ đây, loài Elda đã mất đi hoàn toàn vị trí quyền lực hàng đầu trong thiên hà của mình và trở thành một nền văn minh suy tàn, rời rạc bị phân hóa thành bốn nhánh chính, bao gồm các Exodites, chỉ những Elda đã chọn từ bỏ lối sống trụy lạc từ lâu và chọn ẩn náu tại những hành tinh xa xôi của thiên hà. Tiếp theo, Achuyani, là những Elda sinh sống trên những con tàu di cư khổng lồ, được gọi là Kakrabos, là nhánh Elda lớn nhất với mục tiêu tồn tại chính là tiêu diệt Slanes. Thứ ba là Drukari hay Dark Elda, là những Elda thay vì từ bỏ lối sống đã dẫn tới sự diệt phòng của loài lại chọn lần sâu hơn vào nó và sống ẩn mình bên trong hệ thống Webway. Họ cố gắng duy trì sự sống của mình và tránh ánh mắt của Slanes thông qua những màn tra tấn rùng rợn và bệnh hoạn đối với các nô lệ xấu số của mình. Cuối cùng là các halloween là những Elda sống trong một crop world bí ẩn được gọi là Black Library với nhiệm vụ bảo vệ một kho tàng kiến thức khổng lồ thuộc về đế chế một thời của họ. Nhưng trong khi sự thức tỉnh của vị thần hỗn mang mới là một thảm kịch đối với loài Eldar, nó lại là một cơ hội đối với nhân loại. Vì từ sự chào đời của Slanes, thì sau hơn năm thiên niên kỷ hoành hành trong biển Guap, những cơn bão sai kích đã được dập tắt hoàn toàn. Như vậy đồng nghĩa với việc du hành Guap đã một lần nữa trở nên khả thi đối với nhân loại, đối với các hàm độ trinh phạt của hoàng đế hoàng đế dự định sẽ cùng các Primarch của mình chỉ huy những cuộc viễn trinh và nhanh chóng thống nhất loài người về dưới ngọn cờ của đế chế nhân loại ngay khi những cơn bão Warp tan biến nhưng trong lòng Warp, các vị thần hỗn ma đã biết về dự định của hoàng đế và nỗ lực phá vỡ kế hoạch của ông vì mục tiêu này chúng đã sử dụng ma thuật để đánh cắp thành công những phôi chứa các Primarch mới sinh vào Warp. nhưng thay vì giết họ chúng đã phân tán họ ra các cái thế giới con người khác nhau của tên hà chia tách họ khỏi sự nuôi dạy của hoàng đế. Đau buồn vì sự mất mát to lớn này, nhưng không để chỉ hoãn kế hoạch của mình. Hoàng đế đã đích thân chỉ huy cuộc trình phạt thiên hà vì nhân loại. Dù thiếu đi các Primarch nhưng với ta lãnh đạo vô song và sức mạnh gần như không thể ngăn cản của các quân đoàn Space Marine trong tay, quá trình trình phạt thiên hà đã diễn ra tương đối thuận lợi. Trong suốt hơn hai thế kỷ tiếp theo, cuộc thập tự trình vĩ đại đã thu phục được vô số thế giới về dưới ngọn cờ của đế chế nhân loại, xóa sổ những tàn dư của kỷ nguyên xung đột, từ những sai cơ bị quỷ ám, dị nhân, Zinos, cũng như tái thiết và xây dựng lại toàn thể đế chế dựa trên lý lẽ tiến bộ khoa học. Cho đến thời điểm này, thế lực hỗn màng của Warp vẫn được hoàng đế giữ bí mật với phần lớn nhân loại. Vì ông tin rằng, việc để nhân loại biết quá sớm về sự tồn tại của các ác thần sẽ đe dọa chất tự và ổn định của toàn Imperium. Và rồi, sau khi những đội hùng mạnh của mình càn quét thiên hà, hoàng đế đã lần lượt tìm ra những người con trai Primark thất lạc của mình. Phần lớn trong số họ lúc này đều đã trưởng thành và có đủ tổ chất lãnh đạo. Do đó, ông đã đoàn tụ họ với các quân đoàn Space Marine mang mã gen của mình. Và rồi, cùng với các Primark, cuộc thập tự trình vĩ đại của loài người đã chạm đến thắng lợi lớn cuối cùng của mình tại hành tinh Ulanor, vào năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 30, chống lại chủng loài Xenos bạo tàn mang tên Orc. Với chiến thắng tại Ulanor, nhân loại chính thức loại bỏ được chướng ngại lớn nhất trên ngưỡng cửa của việc thống trị toàn thiên hà. Tuy nhiên, cũng giống như kỷ nguyên vàng của họ, tất cả những nỗ lực này sau đó đã bị vùi dập bởi một sự kiện được gọi là dị giáo Horus. Được ghi nhớ là cuộc nội chiến tàn khốc như lịch sử tồn tại của đế chế nhân loại, gây ra bởi chính người con ưu tú nhất của hoàng đế là Primarch Horus Lupercal, là người con được hoàng đế tin tưởng nhất. Sau chiến thắng tại Ulanor, chính nhờ công chỉ đạo thiên tài của Horus, hoàng đế đã quyết định trở lại Terra để thực hiện một kế hoạch bí mật của mình. Đó là xây dựng cho loài người hệ thống đường hầm du hành Webway tương tự loài O1 để thay thế việc du hành bằng Warp từ đó loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa của hôn mang ra khỏi tương lai của nhân loại. Nhưng trước khi trở lại Terra, ông đã ra phó những thập kỷ cuối cùng của cuộc thập tự chinh cho các primarch của mình và trao quyền chỉ huy tối cao đối với toàn bộ lực lượng quân sự của đế chế nhân loại cho người con mà ông tín nhiệm nhất, Horus. Chào cho ông ta thương hiệu Imperial War Master. Và rồi với sự vắng mặt của hoàng đế, các vị thần hôn mang của Warp đã cùng lập ra một kế hoạch để tha hóa Horus về phía chúng và chống lại hoàng đế. Thật không may, chúng đã thành công. Sau đó, thông qua mưu kế và tài thuyết phục thiên bẩm của mình, của Master Horus đã cùng với hơn một nửa lực lượng quân sự của đế chế nhân loại, bao gồm 9 quân đoàn Space Marine và 8 vị Primarch phản bội khác, gây ra một cuộc nội chiến chống lại hoàng đế và 9 Primarch trung thành của ông. Kết hợp lại, Chín Primark phản bội đã từng bước làm suy yếu lực lượng trung thành. Bắt đầu bằng sự phản bội tại hành tinh mang tên Estevan 3, nơi Horus sử dụng bom virus để quét sạch các Spamarin trung thành của chính mình tại bề mặt. Để đáp trả, các quân đoàn trung thành khác đã được tập hợp để tấn công vào căn cứ của War Master tại hành tinh mang tên Estevan 5 gần đó. Tuy nhiên tại đây, 8 quân đoàn phản bội đã bất ngờ tấn công ba quân đoàn trung thành trong một sự kiện được gọi là cuộc thảm sát bãi đổ bộ. Với hậu quả là sự hủy diệt phần lớn lực lượng của ba quân đoàn này và cái chết của một Primarch trung thành. Từ đây, Warmaster Horus đã công khai tiến hành cuộc thập tự trình của riêng hắn tới Terra, từ lật đổ Hoàng đế. Nó đã kéo dài trong 7 năm và kết thúc tại cuộc vây hãm Terra sự tàn phá của cuộc nội chiến này đã phá hủy phần lớn những thành tựu mà nhân loại đạt được trong hơn hai thế kỷ trình phạt vừa qua, trong đó bao gồm dự án Webway của Hoàng đế và đã gieo những hạt giống vững chắc của hôn mang lên toàn thiên hà. Nhưng cuối cùng, với sức ép từ quân tư viện trung thành đang tiến vào từ bên ngoài hệ mặt trời, War Master đã buộc phải đánh cược vào một cuộc giao đấu trực tiếp với Hoàng đế trên chiếc xoài hạm của mình và hắn đã thua cuộc. Sau cùng, War Master đã bị giết bởi hoàng đế. Nhưng đồng thời, hắn cũng đã làm cho hoàng đế bị trọng thương đến mức không thể phục hồi. Sau đó, vì cơ thể của hoàng đế đã không thể chữa lành, ông đã được kết nối với ngai vàng của mình. Về cơ bản, chính là một thiết bị hỗ trợ sự sống khổng lồ, nơi ông sẽ tồn tại như một sạc sống câm lặng, chịu đựng nỗi đau tột cùng từ chính ngai vàng của mình. Đồng thời, sử dụng phần sức mạnh còn lại của mình để tạo ra và duy trì một ngọn hải đăng tâm linh khổng lồ bên trong warp mà nhân loại có thể sử dụng như một đèn hiệu để tìm đường di chuyển qua warp. Ngọn hải đăng này được gọi là Astronomicon và là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Không có nó, du hành qua biển warp thù địch là không thể và tất cả các thế giới của con người trong giải ngân hà sẽ một lần nữa rơi vào sự thống khổ của kỷ nguyên xung đột. Cũng kể từ đây, Trả lại với lý tưởng vô thần mà hoàng đế từng muốn áp đặt lên toàn thể nhân loại. Ông bây giờ lại được tôn thờ như một vị thần thực sự và toàn thể đế chế nhân loại của ông dần hóa thành một đế chế cuồng tín khổng lồ với niềm tin tuyệt đối vào sự bảo hộ của vị hoàng đế bất tử. Sau cuộc dị giả Horus, toàn thể bộ máy đế chế đã được tổ chức lại để ngăn chặn một cuộc phản loạn thứ hai xảy ra. Tiêu biểu, có việc thay đổi bộ máy tổ chức của lực lượng quân sự hùng mạnh nhất của họ chính là các quân đoàn Space Marine. Chia nhỏ mỗi quân đoàn thành một ngàn đơn vị tổ chức nhỏ hơn, được gọi là các chapter. Với quyền lãnh đạo của các Primarch bị gỡ bỏ, để ngăn quyền lực quân sự tập trung quá nhiều vào một người. Cùng với đó là sự thành lập của tổ chức mang tên tòa án dị giáo. Về cơ bản, họ là tổ chức cảnh sát ngầm của Imperium. Các nhà điều tra viên của tổ chức này, được gọi là các Inquisitor được giao nhiệm vụ đi khắp thiên hà giống như các thám tử hoạt động độc lập và nằm trong tay những quyền hạn bất khả kháng để truy tìm và loại bỏ tận gốc những kẻ thù của nhân loại từ sự tha hóa của hồn ma cho đến các mối đe dọa từ các loài Xenos. Và với kết thúc của cuộc dị giáo Horus, đế chế nhân loại từng bước đứng dậy từ quá khứ đen tối của mình và tái thiết lại trật tự mới. Kỷ nguyên của Imperium bắt đầu. Giai đoạn trải dài 10.000 năm này kể về sự tái thiết và cuộc vật lộn của nhân loại trong những cuộc chiến bất tận chống lại vô vàn kẻ thù của mình trên khắp dài ngân hà. Bắt đầu bằng cuộc thành trưởng vĩ đại ngay sau cuộc dị giáo Horus. Các Primarch trung thành dẫn đầu những quân đoàn của mình để đánh đuổi tất cả những tàn dư của quân lực phản bội ra khỏi cõi thực, ép các quân đoàn phản bội và Primarch của chúng phải thoái lui vào phía sau cánh cổng Warp, The Eye of Terror. Sau đó, vì những lý do khác nhau từ chết trận cho đến đơn giản là mất tích. Các Primarch trung thành còn lại cũng lần lượt biến mất. Buộc nhân loại phải tự mình chống lại sự tàn nhẫn của vũ trụ mà không còn sự dẫn lối của hoàng đế hay các người con của ông. Và trong suốt 10.000 năm tiếp theo, liên tiếp nhiều cuộc chiến đã xảy ra và không ít lần đẩy đế chế nhân loại đến bờ vực sụp đổ. Một trong các sự kiện như vậy là War of the Beast vào khoảng giữa thiên niên kỷ thứ 32. Nó ghi nhận mối đe dọa lớn đầu tiên đối với sự tồn vong của đế chế sau hàng thế kỷ kể từ kết thúc của cuộc dị giá Horus đến từ loài Orc. Là loài Xenos hậu duệ của loài Croc mà The One đã tạo ra trong cuộc chiến của thiên đàng. War of the Beast là một cuộc chiến nhắm trực tiếp vào Imperium được phát động bởi một thủ lĩnh Orc được biết đến với cái tên The Beast. The Beast đã thành công trong việc thống nhất phần lớn chủng tộc Orc và điều này đã khiến cho đế chế bất ngờ Vì kể từ khi chạm chán lần đầu tiên với loài này Orc luôn thể hiện Là một giống loài tàn bạo và liều lĩnh Với khả năng tổ chức chiến thuật gần như bằng không Và chỉ dựa chủ yếu vào số lượng Cuộc chiến, hay như loài Orc gọi là Cuộc qua lần này Lại được lãnh đạo bởi z Cho đến nay, vẫn được coi là cá thể Orc To lớn nhất và thông minh nhất Mà nhân loại từng chạm chán Nhờ vậy, cuộc qua lần này không chỉ có số lượng lớn chưa từng thấy mà còn có lối tổ chức chặt chẽ và cách tấn công hiểm độc đã gây ra những thiệt hại cho đế chế, thậm chí làm lu mờ cả những gì mà Horus đã gây ra trong cuộc phản loạn của mình. Sau cùng, nhân loại chỉ đánh bại được Z-Beast với những thiệt hại vô cùng lớn. Cô qua lần này đã tàn phá nặng nề lực lượng của các Space Marine, trong đó Chapter Imperial Fist, hậu duệ của quân đoàn số 7 cùng tên, được xem đã, đã tuyệt diệt hoàn toàn và trong lúc các cuộc chiến chống lại các thế lực bên ngoài liên tục nổ ra, loài người cũng phải chống chọi với chính sự suy tàn của đế chế nhân loại. Và công cụ duy nhất để níu giữ bánh xe trật tự của đế chế lại chính là tôn giáo. Nó bắt đầu với sự trỗi dậy của giáo hội Ecclesiarchy vào khoảng cuối thiên niên kỷ thứ 32. Trong suốt cuộc đời của hoàng đế nhân loại, ông đã áp đặt một cách hà khắc, một lý tưởng vô thần được gọi là sự thật hoàng gia lên toàn thể Imperium trong đó tuyên bố bãi bỏ và cấm mọi hình thức tồn tại của tôn giáo tin ngưỡng, vì ông tin điều này sẽ cản trở sự phát triển của nhân loại cũng như gián tiếp cho thêm sức mạnh cho các vị thần của áp. Nhưng sự ra đi của hoàng đế đã để lại một vết sẹo không thể chữa lành cho cả nhân loại. Sự thật hoàng gia của ông từ đó mờ dần qua mỗi lần nhân loại bị dồn vào những thời khắc hiểm nghèo. Các Space Marine phản bội và các lực lượng ngoài hành tinh đã và đang tấn công Imperium trên khắp giải ngân hà mang sự sợ hãi và tuyệt vọng tới mọi ngông cách của đề chế nhân loại. Do đó, họ có rất ít thời gian để tâm tới bất kỳ thứ gì khác ngoài việc duy trì và thúc đẩy bộ máy quân sự khổng lồ của mình. Hậu quả là gần như mọi khía cạnh của đời sống xã hội đã rơi vào đáy vực của sự trì trệ và lạc hậu trong khi Imperium từng bước hóa thành một cỗ máy chiến tranh vĩ đại. Và giữa tình cảnh suy tàn của toàn thể nhân loại, ngày càng nhiều công dân của Imperium tìm đến mê tín và tâm linh để được an ủi việc thờ cúng hoàng đế từ đó trở nên phổ biến trong xã hội con người. Và rồi, đã dẫn đến sự hợp thức hóa việc tôn từ hoàng đế như một vị thần duy nhất đối với toàn thể nhân loại. Và trải qua hàng thiên niên kỳ, chế độ thần quyền của Imperium ngày càng được phát triển bền bỉ hơn và cực đoan hơn theo cấp số nhân. Sau cùng, giáo hội hoàng gia, hay còn được gọi là giáo hội Ecclesiarchy, đã giành được một vị trí vinh viễn trên bộ máy cai trị của đế chế cùng với các lãnh chúa tối cao của Terra, biển tôn giáo trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ thế giới nào tận đứng dưới ngọn cờ của đế chế nhân loại. Tuy nhiên, tôn giáo cũng đóng vai trò là con dao hai lưỡi đối với nhân loại. Minh chứng rõ nhất chính là hai mốc lịch sử tiếp theo, thời đại của sự bội đạo và thời đại của sự trục tội cùng nằm trong thiên niên kỷ thứ 36. Trong khoảng giữa thiên niên kỷ thứ 36, một nhà quý tộc tên là Gorg Van Dijk, đã trở thành lãnh chúa tối cao của cơ quan quản lý hoàng gia và giáo hội hoàng gia đồng nghĩa khiến ông ta trở thành người đàn ông quyền lực nhất trên toàn thể imperium ông ta tiếp tục củng cố quyền lực của mình thông qua những điều luật tôn giáo hà khắc cho đến khi về cơ bản ông ta chính là hoàng đế ngoại trừ danh nghĩa Gorg Van Dijk đã cai trị đế chế một cách tàn bạo trong gần một thế kỷ cho đến khi vương triều của ông ta kết thúc trong một cuộc cách mạng đầm màu, từ đó mở đầu cho một thời đại mới, thời đại của sự chuộc tội, một giai đoạn mà liên tiếp nhiều cuộc viễn trình vì đức tin đã tiêu diệt những kẻ bội đạo và dị giáo ở ngay trung tâm của trình giáo hội hoàng gia và chấn chỉnh lại bộ máy tôn giáo đang dần băng hoại của đế chế. Mặc dù vậy, đế chế vẫn giữ nguyên bản chất là một tổ chức tôn giáo cực đoan khổng lồ. Vì là một đế chế rộng lớn, Imperium không chỉ lần lượt đối mặt với từng kẻ thù và phải căng mình chống lại vô vàn mối đe dọa từ mọi phía. Và một trong những mối đe dọa thường trực nhất chính là sự tấn công của các quân đoàn Space Marine phản bội từ The Eye of Terror. Tiêu biểu nhất là trong các cuộc thập tự trình đen Black Crusade, bắt đầu từ ngày sau dị giáo Horus. Sau thất bại của cuộc dị giáo Horus, hầu hết các quân đoàn phản bội đã bị chia rẽ thành các bang hội rải rác để tranh giành tài nguyên và nô lệ. Trong đó, các Sun of Horus quân đoàn thuộc về chính War Master phản bội lại có kết cục thảm hại hơn cả. Mất đi mục đích vì đã không còn sự lãnh đạo từ Primark của mình và không chịu chấp nhận đi theo ý nguyện của một vị thần hỗn mang duy nhất. Họ bị những quân đoàn khác đổ lỗi cho những thất bại tại cuộc vây hãm Terra. Các San và hùng mạnh một thời này đã tàn vỡ và phân tàn, biến thành những băng cướp và hội nhóm nhỏ lẻ trong Warp. Sau cái chết của cha mình, First Captain Ezekiel Abaddon của San và vì quá đau khổ trước sự mất mát này đã chọn sống lưu vong trong Eye of Terror. Nhưng rồi, sau những năm tháng tự cô lập, Abaddon đã bắt đầu nghi ngờ về sức mạnh và trí tuệ của Horus. Nhận ra rằng, ông ta chẳng hơn gì một con tốt thí cho các vị thần hỗn màng cả. Và rồi sau cùng, Abaddon đã quyết định kế tục việc mà Primark của hắn đã thất bại và sẽ làm như vậy mà không màng tới ý muốn của các vị thần của Warp và thế là Abaddon đã tìm cách thống nhất lại tàn dư của các quân đoàn phản bội thành một đạo quân thống nhất, được gọi là quân đoàn đen, Black Legion. Thông qua đổ máu và sự thao túng, Abaddon đã dần tích lũy được một lực lượng đủ lớn để chống lại Imperium thêm lần nữa. Và sau cùng, vào năm 781 của thiên niên kỷ thứ 31, từ đài chỉ huy của xoài hạm Vengeful Spirit, Warmaster Abaddon đã xài bước vào thiên hà một lần nữa trong những cuộc thập tự chỉnh đèn của mình. Từ đó, quân đoàn đen đã lần lượt tàn phá các vùng không gian mà hạm đội của mình đi qua và ra những đòn chỉ mạng và sức mạnh của đế chế. Và cứ mỗi lần thất bại, Abaddon và Black Legion của mình lại quay trở lại và lớn mạnh hơn nữa. Cho đến cuối thế kỷ thứ 40, tổng cộng 12 cuộc thập tự trình đen đã được hắn phát động và không ngừng đe dọa Emporium vốn đã rạn nứt và suy tàn. Nhưng trong khi hỗn mang luôn là kẻ thù cổ xưa và có đánh bại nhất đối với nhân loại, họ cũng phải đối mặt với vô vàn như mối nguy từ các loài Xenos. Nguy hiểm nhất trong số này là loài Tyrannis. Được phát hiện lần đầu tiên vào đầu thiên niên kỷ thứ 41, khi một trong các nhà điều tra của tổ chức tòa án dị giáo đã đến thăm hành tinh đại dương mang tên Tyrant và đã bất ngờ phát hiện ra rằng toàn bộ hành tinh này đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không còn những đại dương bất tận không có sự sống, không có thậm chí cả bầu khí quỷ. Cả hành tinh đã biến thành một tảng đá chết khổng lồ. Mảnh mối duy nhất với lý do tại sao là một đoạn phim hộp đen quay cảnh những người lính bảo vệ hành tinh này đang chiến đấu với những sinh vật quái dị ngoài hành tinh mà nhân loại chưa từng chạm trán trước đây. Cuối cùng, đề chế đã xác định được thủ phạm của tấn công này. Đó là một bầy đàn sinh vật khổng lồ với quy mô không tưởng đang di chuyển trong không gian thực. Và điểm đến tiếp theo của chúng chính là Markkrak, thế giới quê hương của quân đoàn Space Marines số 13, Ultramarines. Và chúng đã được đặt cho cái tên Tyrannis, theo tên của thế giới đầu tiên bị chúng ăn. Theo tình báo của đế chế, Tyrannis là một loài Xenos thù địch đến từ bên ngoài giải ngân hà và là một chủng tộc không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài việc tiêu thụ và sinh sôi. Chúng được tạo thành từ vô số dạng sinh học khác nhau. Toàn thể loài Tyrannis bao gồm các sinh vật từ vi sinh cho đến tàu vũ trụ sống. Tất cả đều được kết nối với một bộ não duy nhất, được gọi là Hive Mind, nằm bên ngoài thiên hạ. Chưa có nhiều thông tin về loài Tinnanids, chỉ biết rằng chúng đi từ hành tinh này đến hành tinh khác mà gần như không có phương hướng cụ thể, theo từng bầy đàn khổng lồ, bao gồm hàng trăm tỷ cá thể, được gọi chung là các hạm đội tổ ong, Hive Fleet, với mục tiêu đơn giản là ăn tất cả những sinh khối hữu cơ mà chúng gặp trên đường đi của mình mặc dù cuộc xâm lăng đầu tiên của loài Tyranid đã bị đánh bại tại Makrak, nhưng đó là chỉ sau khi đế chế đã phải hứng chịu những thương vong vô cùng thảm khốc. Kể từ đây, nhiều hạm đội Tyranid lớn nhỏ khác đã đi vào vùng không gian thiên hà Milky Way và hủy diệt nhiều thế giới của Imperium of Man, mà gần như không có phương pháp chống trả hiệu quả nào được Imperium tìm ra ngoại trừ việc cố thủ. Tệ hơn nữa, mặc dù xuất hiện ở nhiều hướng khác nhau của thiên hà, lại chưa hề có hai hạm đội Tyranid nào tiến vào thiên hà từ cùng một hướng trong đó hạm đô tù ong mang tên là Leviathan là hạm fleet lớn nhất từng được ghi nhận đã đi vào từ bên dưới mặt phẳng thiên hà gợi ý rằng cả thiên hà rất có thể đang bị loài tyrannid bảo vệ nhưng trong khi mối đe dọa từ loài tyrannid vẫn chưa thể xem nhẹ một thảm kịch nữa đã xảy ra đối với imperial đó là cuộc thập tự trình đèn lần thứ 13 và sự sụp đổ của hành tinh Kadia vào năm 999 của thế niên kỷ thứ 41. Kedia là hành tinh nằm ngay trước ngưỡng cửa của cánh cổng của Apsi Eye of Terror. Trong suốt 10.000 năm kể từ cuộc dị giáo Horus, Cadia đã luôn hoạt động như một căn cứ quân sự tiền phương cho tất cả các hoạt động của Imperium chống lại các thế lực hỗn mang phía sau cánh cổng của áp này. Toàn bộ hành tinh đã được biến thành một pháo đài, được bảo vệ bởi một đội quân khổng lồ bao gồm hơn 800 triệu cư dân của hành tinh chính nhờ sự hy sinh của họ Và những nỗi kinh hoàng của warp mới được ngăn chặn tại ngưỡng cửa của cánh cổng kadian lối đi ổn định duy nhất ra khỏi of Terror và trong suốt nhiều thiên niên kỷ trước đó nó đã luôn đứng vững trước các cuộc thập tự chinh đen của abaddon nhưng rồi vào năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 41 đạo quân black legion lớn nhất kể từ thời dị giáo horus đã đi ra từ of Terror để thực hiện cuộc black crusade lần thứ 13 của chúng với mục tiêu lần này chính là sự phá hủy của chính hành tinh đa Sau những trận giao tranh ác liệt, các lực lượng hỗn mang của Black Legion đã dần bị đẩy lùi sau khi đế chế phát hiện ra rằng một loạt các cột trụ bí ẩn cổ xưa được gọi là Blackstone Pylons nằm trên bề mặt hành tinh Kadia. Thực sự là một dạng công nghệ cổ đại bí ẩn được sử dụng để ngăn chặn sức mạnh của áp Và như vậy, họ đã tiến hành các giao thức quét đại các thiết bị này và khiến cho lực lượng quỷ dữ được Abaddon triệu hồi tại Kadia bị trục xuất trở lại warp. Tuy nhiên, vì quyết không chấp nhận thất bại, Abaddon đã sử dụng một pháo đài vũ trụ khổng lồ có kích thước bằng cả một mặt trăng của mình để đầm thẳng nó xuống bề mặt của đa và cú va chạm kinh hoàng này đã phá hủy hoàn toàn hành tinh Khaedra và các cột trụ Blackstone của nó. Không còn sức mạnh ngăn cản warp của các cột Blackstone, cánh cổng Eye of Terror đã dần mở rộng cho đến khi nó chia đôi cả thiên hà bằng một loạt những rãnh nứt quáp khổng lồ được mới đến với cái tên Cicatric Maladic Cicatric Maladic... Mal The Great Rift Ok Hay The Great Rift Nó đã đẩy toàn Imperium vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa Cắt đứt cần nhì hoàn toàn việc du hành quáp đối với phần lớn thiên hà Chia tách Imperium làm hai nửa là Imperium Sanctus Chi nửa vẫn còn nhìn thấy ánh sáng của con hải đăng Astronomicon từ Terra và Imperium Nihilus nửa bị che khuất bởi những cơn bão warp khổng lồ. Thế lực hỗn mang từ đây đã tận dụng cơ hội để bùa vây và xâm lăng vô số thế giới con người cũng như gì nó xấu số nằm dọc theo rãnh nứt khổng lồ này. Và rồi khi mà tình hình gần như trở nên vô vọng đối với mọi nền văn minh của thiên hà, Imperium đã bất ngờ được tiếp cận bởi một phái viên của loài Elda, tự gọi mình là Inari, là một Elda có khả năng hồi sinh người chết. Cô đã cùng với các kỹ sư và kỹ thuật viên vĩ đại nhất của nhân loại hồi sinh thành công Primarch Robert T. người con thứ 13 của hoàng đế, đã chìm trong cơn ngủ sâu kéo dài hơn 10 ngàn năm của mình do một vết thương gây ra bởi một Primarch phản bội kể từ sau cuộc thành trừng vĩ đại. Sự hồi sinh của Gilliman đã thổi một luồng sinh khí mới vào Emperor, khi vị Primarch đã tìm đường đến Terra và xoán ngôi các vị lãnh chúa tối cao thối nát của Terra. Sau đó, ông một lần nữa trở thành lãnh đạo tối cao của đế chế nhân loại với tư hiệu Lord Commander of Imperial. Sau đó, Gilliman đã tiết lộ một dự án mà ông đã thực hiện kể từ trước khi phải ngủ đông, được gọi là Primary Space Marine, một thế hệ mới của Space Marine. Các Primary được hứa hẹn là mạnh hơn, nhanh hơn và bền bỉ hơn so với các Space Marine thông thường. Nhưng quan trọng nhất là họ sẽ không thể bị tha hóa bởi hồn mang và phản bội đế chế như thế hệ Space Marine hiện tại. Và rồi, với việc bổ sung quân lực bằng hàng trăm ngàn primary space marines tới những chapter space marines đang kiệt quệ đã giúp sức mạnh quân sự của Imperium được củng cố trở lại. Từ đây, Gilliman tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự toàn diện mới, được gọi là cuộc thập tự trình Idometers, để chiếm lại các thế giới đã mất kể từ sự sụp đổ của Khadia và thống nhất lại toàn Imperium đã bị chia cắt bởi The Great Rift. Kể từ khi cuộc trinh phạt của Gilliman bắt đầu được ghi nhớ là Era Edomitus hay Dark Imperium, ám chỉ về cuộc trình phạt của Gilliman và sự vong bóng của ánh sáng từ ngọn Astronomicon tại Imperium Nihilus. Các hạm đội của Imperium đã phân tán ra mọi hướng của thiên hà để giải phóng các thế giới đang chìm trong sự tấn công từ Hôn và Zenos. Và sau gần một thế kỷ của những chiến dịch thắng lưỡi vẻ vang và, và thất bại nhục nhã, sự an toàn của Imperium Sanctus đã gần như được đảm bảo hoàn toàn. Và cuối giai đoạn đầu tiên, trong khoảng năm thứ 12 của cuộc trình phạt, Gilliman đã trở về hệ sao mẹ của mình là Ultramar nằm ở phía đông của Tena và đụng độ với một trong số các người nghe phản bội của mình là Demon Primarch Motarion. Từ đây, một cuộc chiến mới lại nổ ra tại quê nhà của quân đoàn số 13, Ultramarines, được gọi là Black War giữa Imperium và quân đoàn Death Guard của Motarion. Cùng lúc đó, nhiều kẻ thù mới của Imperium đã xuất hiện, trong đó là loài Tau và loài Necron. Tau là một nền văn minh Xenos tương đối nhỏ ngự trị tại vùng rìa phía đông của vùng lãnh thổ Imperium. Mặc cho tốc độ phát triển đến đáng kinh ngạc của mình, họ lại gần như mù quáng về những gì đang diễn ra quanh mình và vẫn chưa ý thức được sự tồn tại và nguy hiểm của hồn ma cũng như bản thân Warp. Do đó, thay vì mục tiêu thống trị thiên hà như đa phần các chủng tộc khác, nền văn minh của người Thao đã được xây dựng vì một mục tiêu chung mà họ gọi là cái tốt cao cả, trong đó hướng đến việc xây dựng một thiên hà thống nhất và phồn thịnh cho tất cả mọi giống loài. Do đó, thay vì thái độ thù địch với tất cả các loài khác của Imperium, người Thao lại ưu tiên tìm cách tiếp cận và đồng hóa các loài khác trong hòa bình. Do vậy, vì là một loài Xenos đang phát triển trong vùng lãnh thổ của nhân loại, những chiến dịch bành trường lãnh thổ của người Thao đang ngày càng trở thành mối lo ngại đối với Imperium dù đã nhiều lần bị đẩy lùi bởi sức mạnh quân sự của đế chế, cũng như do sự tấn công của các phe phái khác như loài Tyranids. Còn về loài Necron, cho đến thời điểm này, nhiều thế giới lăng mộ mà Necron chọn yên ngủ trong suốt hàng chục triệu năm kể từ cuộc chiến của thiên đà đã bắt đầu thực tỉnh trên khắp các vùng không gian của thiên hà. Các triều đại cũ của các Necron bắt đầu thực hiện những cuộc trình phạt riêng, tạo ra các vùng lãnh thổ rộng lớn của riêng họ trong không gian. Vào đầu thế kỷ từ 42 trong khi cuộc trinh phạt Idomitus đang diễn ra tại vùng chiến sự mang tên Nexus nằm ở vùng lãnh thổ phía đông nam của thiên hà. Silent King Zarek cuối cùng đã trở lại sau hàng triệu năm tự lưu đài bên ngoài thiên hà để tìm cách trục lại lỗi lầm xưa với loài Necron -tier. Nhiều triều đại một lần nữa đã thể trung thành với ông ta và với đội quân Necron đang dần thức tỉnh. Silent King đã ngay lập tức phát động cuộc chiến để giành lại quyền thống trị thiên hà cho đế chế vô hạn của mình. Những tưởng tình hình lúc này của thiên hà không thể nào tồi tệ hơn nữa đối với Imperial. Thì ngay khi họ vừa bước vào ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ 42, vẫn nằm trong mốc thời gian của era Edomitus, War Master Abaddon của quân đoàn đen đã tái xuất thiên hà cùng với một đồng minh mạnh mẽ là một á thân hùng mạnh của hôn ma tên là Vastor. Cùng với nhau, chúng đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhắm vào nhiều thế giới của đế chế được gọi là Arcs of Omen nhằm tìm ra một loạt những mảnh chìa khóa bí ẩn được cho là sẽ trao cho Abaddon cơ hội để hủy diệt đế chế và biến Vastor trở thành vị thần hỗn màng thứ năm. Được thực hiện như một phần của cuộc chiến dài để lật đổ Imperium. Chiến dịch này được tham gia bởi một lực lượng hỗn mang khổng lồ và mạnh mẽ, thậm chí còn có quy mô lớn hơn cuộc thập tự trình thứ 13, nhắm vào nhiều hành tinh khác nhau của thiên hà và đã vấp phải sự chống trả quyết liệt không chỉ từ Imperium mà còn từ các loài Xenos, tiêu biểu có loài Tau Tuy nhiên cuối cùng thì, ngay cả với sự trở lại bất ngờ của một Primarch trung thành nữa là Lion L. Johnson của quân đoàn Space Marine số 1, Dark Angel. Chiến dịch arcs of Omen đã khép lại với chiến thắng nghiêng về phía liên minh của hồn ma. Chúng đã thành công trong việc thu thập và ghép các mảnh chìa khóa này, từ đó tạo ra thêm một mối đe dọa trực tiếp tới vận mệnh của Imperium. Bộ tổ chức tòa án dị giáo phải ra lệnh dồn tất cả sức lực và tài nguyên có thể để ngăn chặn kế hoạch của Abaddon và Vastor. Nhưng cùng lúc đó, đế chế đã một lần nữa bị tấn công bất ngờ trước sự xuất hiện của một bầy đàn Tyranids lớn đang tiến vào từ rìa phía tây của thiên hà, thuộc về Imperium Sanctus. Cho đến thời điểm này, loài Tyranids đã thực hiện được ba lần xâm lăng lớn vào lãnh thổ của nhân loại, được nhớ tới là các cuộc đại chiến Tyranids lần lượt vào các năm 745, 990 và 997 của thiên niên kỷ thứ 41 đã gây ra những thiệt hại không thể đong đếm cho đế chế nhân loại cũng như cho các loài dây khác với cơn đói cát vô tận của mình và chỉ tạm thời bị ngăn lại do ảnh hưởng của dịch Red Rift và lần xuất hiện này đã khiến cho đế chế bị rơi vào trạng thái bị động bất ngờ vì đây là hướng di chuyển mà loài Tyrannis chưa từng xuất hiện và lực lượng của họ giờ đây đang phải phân tán trên nhiều mặt trận tại Imperium Nihilus do yêu cầu của cuộc trình phạt Idomitus. Tệ hơn nữa, mục tiêu lần này của bầy đàn Tyrannis lại chính là segmentum solar, vùng không gian bao gồm hệ mặt trời và Terra, buộc Imperium và lập tức thành lập các lực lượng khổng lồ để chống lại sự xâm lăng tiếp theo này của loài Tyranids, mở đầu cho cuộc đại chiến Tyranids lần thứ tư của nhân loại. Và đó, sau hơn 9.000 từ, các bạn vừa được du hành đến năm thứ 42.000 của tương lai xa xôi và tám tối thuộc về vũ trụ của Warhammer 40,000. Tìm hiểu về một vũ trụ viễn tưởng cũng giống như học lịch sử của một quốc gia vậy, với các mốc thời gian, nhân vật sự kiện khổng lồ đặc trưng của riêng mình. Và Warhammer 40k cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể coi là một trong những ví dụ đồ sộ nhất. Sự đồ sộ này chính là một trong những nét khiến cho Warhammer 40k trở nên nổi bật. Tuy nhiên đồng thời, nó cũng đã khiến cho việc tìm hiểu và nắm bắt toàn bộ dòng thời gian của 40k trở nên khá khó khăn đối với những người mới. Do đó, mặc dù tôi đã bỏ qua rất nhiều sự kiện và nhân vật, nhưng tôi tin là với những mốc thời gian tổng quan này, các bạn đã nắm được ít nhất là những thứ cơ bản mà bạn cần biết về dòng thời gian của vũ trụ M40,000 và có thể bắt đầu nhảy vào tìm hiểu lo của 4K ở bất kỳ mốc thời gian nào mà bạn muốn mà không phải thắc mắc về vị trí của nó trong thứ tự của dòng chảy sự kiện khổng lồ của vũ trụ này như tôi đã từng. Chúc các bạn tìm hiểu lo vui vẻ, hoặc để bảo vệ. The Emperor Protects